Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị, tồn kho gạo trên thế giới đã giảm, dự báo gạo sẽ còn thiếu hụt nhiều hơn nữa trong những năm tới. Trong khi đó, nguồn cung toàn cầu căng thẳng khiến cho nhiều quốc gia gặp khó trong việc nhập khẩu, bất chấp giá gạo tăng mạnh. Câu chuyện của thị trường gạo sẽ được chúng tôi phân tích kỹ hơn trong phần sau của bản tin. Còn bây giờ sẽ là những thông tin sẽ có trong bản tin trưa nay, thứ ba, ngày 1 tháng 8 năm 2023. Sáng nay, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Trần Văn Thời. Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại các phòng ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã Phong Điền và xã Phong Lạc. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện là 345 thủ tục và cấp xã là 165 thủ tục. Từ đầu năm đến nay, huyện có 25 thủ tục hành chính cắt giảm từ 10% đến 76% thời gian giải quyết. Huyện đã tiếp nhận gần 8.800 hồ sơ, đã xử lý đúng trước hạn gần 8.100 hồ sơ, còn trong hạn 735 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn. Đã thực hiện số quá trên 6.500 hồ sơ, đạt tỷ lệ 74,22%. Cấp xã số quá được 11.100 hồ sơ, đạt tỷ lệ 70,36%. Tỷ lệ văn bản xử lý trên iOffice toàn huyện đạt 38%. Huyện có trên 2.100 cán bộ công chức viên chức bố trí đúng đề án việc làm, còn 3 người chưa đúng như vị trí việc làm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2023 trên địa bàn huyện, kịp thời kiểm tra giám sát tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức tại các cơ quan ban ngành huyện và các xã thị trấn. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh xử lý những hành vi vi phạm liên quan đến công tác cải cách hành chính đối với cán bộ công chức viên chức. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính huyện Trần Văn Thời vẫn còn khó khăn như một số cán bộ công chức viên chức thiếu linh hoạt trong xử lý công việc. Việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đạt thấp. Người dân chưa đăng ký tài khoản trên dịch vụ công, sử dụng SIM không chính chủ, nhiều người không có điện thoại thông minh. Chiều hôm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trong những ngày qua trên địa bàn huyện Trần Văn Thời có mưa to làm ngập úng cục bộ khoảng 37 hecta lúa hè thu tại xã Khánh Bình Đông đang trong giai đoạn thu hoạch. 5 căn nhà bị sập và 52 căn bị tốc mái do lốc xoáy gây ra. Chính quyền địa phương đã chủ động hỗ trợ người dân dọn dẹp lại nhà bị sập và tốc mái, hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị sập là 3 triệu đồng, nhà bị tốc mái là 1,5 triệu đồng. Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đề nghị Ủy ban nhân dân huyện vận động mạnh thường quân đóng góp để hỗ trợ sửa chữa lại nhà bị sập cho người dân, kiên quyết không để cho người dân có nhà bị sập bị thiếu đói. Khẩn trương thống kê cụ thể chính xác diện tích lúa hè thu bị thiệt hại để có kế hoạch hỗ trợ khôi phục sản xuất kịp thời cho người dân. Về lâu dài, cần quy hoạch lại hệ thống thủy lợi khu vực này và khuyến cáo người dân xuống giống đồng loạt đúng lịch thời vụ. Các trạm bơm cũng cần chủ động chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo vận hành bơm xả nước cứu lúa kịp thời khi có mưa và ngập úng cục bộ xảy ra. Chiều hôm qua, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi đã thành lập đoàn đến thăm và hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại bởi lốc xoáy tại xã Tạ Hương Nam và xã Tân Tiến. Đại diện đoàn đã chia sẻ trước những khó khăn của người dân, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình bị thiệt hại nặng 2 triệu đồng để người dân nhanh chóng sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống. Trước đó, vào rạng sáng ngày 29 tháng 7, trên địa bàn huyện Đầm Dơi xảy ra mưa dông lốc xoáy, làm sập hoàn toàn 8 căn nhà, hư hỏng 30 căn nhà, ước tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Nửa tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển xảy ra mưa to, dông lốc, làm sập và tốc mái 33 căn nhà của người dân, ước thiệt hại gần 300 triệu đồng. Hiện đang vào mùa mưa bão, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động bà con sinh sống ven sông, ven biển, chủ động chăn chống nhà cửa, sơ tán người già, trẻ nhỏ và di dời đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn. Đặc biệt, người dân nên thường xuyên kiểm tra, sửa chữa lại nhà ở, đảm bảo kiên cố, chống chịu với dông lốc để giảm nhẹ thiệt hại. Huyện cũng bố trí lực lượng tại chỗ để kịp thời cứu hộ, hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất. Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau hỗ trợ Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển số tiền 1,2 tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân nhằm giúp cho hội viên nông dân phát triển các mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra sản phẩm chất lượng, nâng cao thu nhập cho gia đình.
Các mô hình hỗ trợ đều mang lại hiệu quả cao về kinh tế như mô hình nuôi chồn hương, mô hình dèo cua giống, mô hình nuôi sò huyết thương phẩm, nuôi cá bóng mú trong vuông tôm, nuôi tôm quảng canh cải tiến hai giai đoạn, nuôi tôm kết hợp nuôi cua dưới tán rừng với thu nhập mỗi năm từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Trung bình mỗi hội viên sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng trở lên để thực hiện các mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng nhằm nâng cao năng suất chất lượng, mang lại giá trị kinh tế cho sản phẩm, cải thiện thu nhập, từng bước kéo giảm tỷ lệ hội viên nông dân nghèo trên địa bàn. Qua thực hiện các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế xã hội, bộ mặt nông thôn ở các địa phương trong tỉnh ngày càng khang trang và hiện đại. Tuy nhiên, nhóm tiêu chí này được nhận định là khó đạt và khó giữ vững nếu như không được đầu tư, nâng chất kịp thời. Nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội gồm giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, nước sạch, nhằm giải quyết các nhu cầu thực tế cấp thiết trong đời sống, nên nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân cùng tham gia thực hiện. 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xây dựng được hơn 260 km đường bê tông, gần 187 km đường đất đen, tổng giá trị thực hiện trên 263 tỷ đồng. Hiện nay, 100% số xã trong tỉnh đã có đường ô tô về đến trung tâm, 18 trên 82 xã đạt tiêu chí giao thông, 100% số xã đạt tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai, 100% số xã có điện lưới quốc gia, trong đó có số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 99,97%. Hạ tầng kinh tế xã hội tại các xã dần hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại, tạo sự phấn khởi cho người dân vùng nông thôn. Xã đạt chuẩn nông thôn mới đó thì lộ giao thông nông thôn của ấp đã được nối liền hết các ấp khác và đó nối liền các xã. Nhưng mà chỉ có 2 mét thì qua nông thôn mới nâng cao 2,5 m và qua nông thôn mới nâng cao thì được trên đầu tư thêm mở rộng. Thì nay ấp 2 đã mở rộng các cái lộ giao thông nông thôn ra là 4 m, 3,5 m và 4 m. Từ đó bà con rất là phấn khởi và đồng thời cũng đồng tình hưởng ứng là hiến các phần đất để cho làm con lộ nó mau và dễ dàng hơn. Trước đây mà cầu cống đồ này nọ nó sụp lỗ đồ nó bể hết trơn là khó đi lắm. Cống đồ đằng đó nó cũng sụp lỗ hang hết trơn, người ta đi không được. Rồi lỗ thì nó thấp quá, nó bị mà nước á nó đọng lại, rồi xe đi rồi gông đồ này nọ người ta chợt bánh hoài ngay cửa tôi, người ta là lật mấy lần á. Lỗ hồi trước nó nhỏ mà bây giờ mở rộng ra một thước nữa mà nó cao nữa. Rồi ở đây dân mừng dữ lắm luôn. Đa phần người dân cho rằng việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng tại địa phương mang lại nhiều lợi ích. Hệ thống giao thông ở các xã, các ấp được nối liền thông suốt. Hệ thống chiếu sáng ở nhiều tuyến đường nông thôn được lắp đặt, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa phương, nhất là vào thời điểm ban đêm. Năm nay thì được sự chỉ đạo chỗ đảng ủy cũng như ủy ban nhân xã đó là làm như thế nào đó là cái tuyến quốc lộ của chúng ta nó phải cho nó có cái sáng luôn. Do đó thì tụi tôi cũng là hợp dân triển khai vận động cũng xã hội hóa trong dân đó là lắp đặt được cái tuyến quốc lộ 63 trên cái địa bàn của ấp mình đó là 37 bóng đèn nữa. Bà con là bỏ tiền ra rồi là mình thuê người làm này kia nó là lắp đặt rồi. Thì đến thời điểm hiện nay thì nhìn chung thì trong cái khi thắp sáng lên được đó thì cái phấn khởi của bà con ở địa phương là rất vui mừng. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội cũng rất khó đạt, bởi đây là nhóm tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư lớn, nên phần nào gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Cơ sở chất văn hóa, cái tiêu chí, trước đây thì cái trung tâm văn hóa tập cộng đồng xã thì xây dựng ở trong cái khu vực hành chính. Thì hiện nay muốn đạt tiêu chí này thì phải tách biệt cái khu vực hành chính, phải có tường rào lối đi riêng. Thì cái phần này thì cũng phải có cái nguồn vốn để hỗ trợ cho xã để xây dựng cái trung tâm ở ngoài khu vực hành chính. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách trung ương của tỉnh, các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án tại địa phương, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhằm tạo điều kiện nâng chất các tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Bước sang tháng 8, nhiều chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp tới người dân chính thức có hiệu lực như ấn định khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu, tăng phí sát hạch lái xe, được đăng ký xe tại nơi tạm trú. Bắt đầu từ ngày hôm nay 1 tháng 8, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe vẫn được giữ nguyên mức là 135.000 đồng một lần.
nhưng phí sát hạch lái xe cơ giới các loại tăng từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Không chỉ tăng độ khó và thêm nội dung học, thi, phí sát hạch lái xe cũng sẽ gia tăng. Từ ngày 15 tháng 8, chủ xe cư trú, thường trú hoặc tạm trú tại địa phương nào thì đăng ký xe tại địa phương đó. Đây là một điểm mới do theo quy định hiện hành, người dân chỉ được đăng ký xe tại nơi đăng ký thường trú. Khi đăng ký xe mới, chủ xe sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân cho cán bộ làm thủ tục. Từ ngày 15 tháng 8, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu áp dụng mức phí mới. Theo đó, cơ sở khám chữa bệnh hạng đặc biệt, hạng 1, giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng. Các cơ sở khám chữa bệnh khác, giá từ 30.500 đồng đến 300.000 đồng. Khung giá này chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật. Theo thông báo của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế, hiện nay, thuốc điều trị bệnh tay chân miệng đã xác định được nguồn cung, đảm bảo đủ cho nhu cầu điều trị bệnh, đang có diễn biến theo chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 34.800 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 15 ca tử vong. Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương liên hệ với các doanh nghiệp kinh doanh dược để kịp thời cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị, đồng thời cần tăng cường trách nhiệm trong việc đảm bảo cung ứng thuốc, xây dựng nhu cầu thuốc trong thời gian tới. Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành hôm nay 1 tháng 8 được dự báo tăng mạnh theo giá xăng dầu của thế giới. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng từ 920 đồng đến 1.320 đồng một lít. Giá dầu có khả năng sẽ tăng ít hơn. Theo đó, dữ liệu từ Bộ Công Thương ghi nhận giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở chu kỳ này tăng so với kỳ điều hành trước đó. So với chu kỳ trước, bình quân giá xăng RON 92 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 tăng 6 đô la Mỹ một thùng. Bình quân giá xăng RON 95 tăng 5,88 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thế giới cũng đã trải qua 5 tuần tăng liên tiếp. Do đó, giá xăng có thể tăng ở mức 920 đồng một lít đến 1.320 đồng một lít. Còn giá các loại dầu có khả năng sẽ tăng ở mức thấp hơn từ 510 đồng một lít đến 1.020 đồng một lít. Đêm 28, sáng ngày 29 tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp cùng với các đơn vị thuộc Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực phường 5, thành phố Cà Mau. Tang vật thu giữ 12 gói ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng, trọng lượng khoảng 350 gram, nghi chấn là ma túy. Đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1991, thường trú khóm 5, phường 5, thành phố Cà Mau. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Huy Hoàng khai nhận số tang vật trên là ma túy loại heroin, được Hoàng vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Cà Mau, đang trên đường đến khu vực phường 5 thì bị tổ công tác phát hiện và bắt giữ. Qua test nhanh, Nguyễn Huy Hoàng dương tính với chất ma túy. Được biết, Hoàng là đối tượng từng đưa đi cai nghiện bắt buộc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.